Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root chứ mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ gọi là, cũng gọi giống như là sẽ đi săn multi. Nhưng mà nó lại là không phải là săn multi. Nó sẽ là một cái clip gọi là làm thế nào để chúng ta có multi free. Thì nói đến đây thì chắc là nhiều bạn là biết làm như thế nào đúng không? Để có được multi free thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi quýnh mày hát thôi chứ làm gì? Thật sự ra thì mình có thể đi săn multi được, nhưng mà tại sao mình lại đi là hay đi chơi cái trò mà đi quýnh mày hát để làm gì? Thì quýnh mày hát để cho bỏ tức, mà quýnh mày hát bỏ tức thì đồng thời chúng ta có thêm được Billy nữa. Thì là bây giờ là có thêm được bounty nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là đi săn mày hát để lên 78 bounty nhé mọi người, 100k bounty. Thì mình nghĩ chắc là cũng nhanh thôi, tại vì mình nãy giờ mình làm này kia chắc là cũng lên multi nhiều lắm. Mình đi livestream rồi mình nhiều khi mình quýnh mấy một phá phá là mình cũng được thêm mớ multi nữa. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi săn mấy hát để mình lên 78 multi. Gọi là game bây giờ nó hát nhiều quá thì đi quýnh mấy hát bỏ ghét thôi, giờ cũng không biết làm gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra server thường ha. Thì hát á thì mọi người sẽ săn ở đâu? Một là đảo Big Mom, hai là đảo mới cái đảo kẹo á, ba là cái đảo cái thuyền ma. Rồi hát nó nhiều tới mức độ mà kinh khủng khiếp luôn mọi người. Cũng phải là đây nó, mọi người thấy những cái tên nè, WURV này kia các thứ, là nó toàn những thanh niên gọi là chơi game không có dùng não, chơi game chỉ thích xài hát thôi. Đây tôi điển hình cho các bạn, nếu mà các bạn vào một cái server các bạn biết coi nó có hát hay không thì đơn giản lắm. Mọi người đứng đây ha, bật cái haki lên giúp mình. Sao mọi người sẽ nhìn, từ nó đánh nhau à, nó đánh nhau hay nhiều khi nó mọi người thấy không, nó đu ghê, nó đu một... À không, cái đó là ở bên đảo ấy rồi. Tính đây, đó, nhìn qua bên cái đảo Big Mom, mọi người đã thấy rồi đúng không? Mấy anh hát này thì admin bảo là gì, âm thầm sửa không cho hát, gọi là không cho hát hoành hành nữa, nhưng mình thấy càng ngày hát nó còn càng hoành hành hơn nữa, nó không hết luôn. Server này thì bao tí ít quá nên mình cũng lười đánh lắm, phải lười đánh mà bây giờ mình thích đi quýnh mày hát. Thật sự ra cái video này là làm thế nào để chúng ta có được bounty free thôi. Thật sự rất là nhiều luôn mọi người, nếu như mấy bạn muốn lên 30m pha ke hay là 10m pha ke gì đó cũng không cần phải cực khổ tới mức độ phải cầm cây Yoru kết hợp với cái tộc tộc cá V4, xong rồi thêm trái hưu mình để mọi người đi săn mấy thằng đi chém nhau chứ nó cực. Mấy bạn cứ qua quýnh mấy hát này cho lẹ. Đó. Mới nói. Xin lỗi mọi người, hát thế này thì nó cũng có kiểu hát nít hát đát nữa nha. Nhiều khi mấy bạn sẽ gặp mấy thằng hát đi sang multi. Mấy thằng hát đi sang multi nó kinh khủng lắm mọi người ạ. Mấy thằng hát đi sang multi nó kinh khủng lắm. Nó giống như kiểu mọi người sẽ không động lực vào người đó luôn á. Đây. Mình gặp mấy thằng hát đi sang multi mình sợ lắm. Đây đây này, mình chờ nó quay lại đây mình giết nó ha. Giết nó thì cũng hơi cực nha mọi người, không phải sung sướng gì đâu. À. Nó tele đi lùm lá à, nên cũng hơi khó đánh mọi người á. Mình cầm trái điện cũng hơi khó đánh nữa. Mình cầm trái điện nó hơi khó đánh đó mọi người, nếu mà cầm trái khác thì có thể là dễ hơn. Trời ơi, xíu nữa cho mình về mình đổi trái quỷ khác. Mình đổi trái quỷ ở trên đây luôn đi ha. Mình coi mình đổi trái gì ra mình đánh nó cho nó dễ đi. Mình nghĩ là mình sẽ cầm trái phượng hoàng ra mình đánh cho nó dễ thôi nha. Trái nào đánh dễ mọi người. Cầm một trái quỷ khác ra đánh cho nó dễ đi. Cầm nghĩ là mình sẽ lấy trái phượng hoàng ở đi. Mình nghĩ là trái phượng hoàng nó sẽ dễ giết nó hơn á. Mình ăn luôn ha. Ăn trái phượng hoàng luôn. Bỏ trái điện đi. Ăn trái phượng hoàng vô, quá phượng hoàng đánh cho nó dễ. Mấy thằng hát này thì chúng ta phải sử dụng mấy cái trái nào dễ đánh đó mọi người ạ. À. Không, nó chạy không à, không có đánh được. Đó, mọi người thấy nó chạy không? Khó đánh lắm. Nó chạy à, mọi người cầm mấy cái trái này để mình đu theo nó. Sao bà này hơi lắc nha. Đó. Một hàng nè. Hai thằng nè, gọi là bounty free nhé mọi người. Bounty free.
Đấy, coi thử nó còn đánh được không, nhiều khi nó lại bật được BB lên đấy. Đó, cái cách có free, bounty free nó rất là đơn giản. Không biết là có đánh được nó không, để mình coi máu coi. Không đánh được, không đánh được, không đánh được. Rồi, sao vào này là hết rồi đó, chỉ có nhiêu đây thôi. Đơn giản lắm, mọi người cứ cần nhìn như thế này là các bạn biết coi server nó có hack hay là không à. Đó, nó hack xong nó đánh xong nó tự triệu hồi à, không, như là đánh boss admin à, nhưng mà hiện tại thì lắc lắm, không đánh được. Như bên đây có nè, bên đây có anh thằng đó nè. Bên đây có anh thằng đó nè. Đúng rồi, bên đây có anh thằng đó nè. Đó. Thế đó mọi người nhiều lắm. Hack server nó lộng hành mà thật sự. Nó bị cái gì nữa? Đâu rồi? Ở đây. Mà nó bị cái gì mà mình chưa đánh được nó, cái nó reset nó chết rồi. Mà nó bị cái gì á mọi người, nó bị cái gì không biết nữa, nó bị cái gì mà cứ reset lê lịa luôn á. Chết nữa rồi. Hack hình như hack nó bị lỗi hay sao rồi mọi người à. Ở đây hack gọi là mua chưa trả tiền hay sao rồi nè. Này hack chưa trả tiền. Ok, mình sẽ đi server khác ha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi săn 100k multi bằng mấy thằng hack này đi. Hoặc là cách có multi nhanh chóng. Hôm bữa là đi săn mấy thằng hack, hôm nay cũng tiếp tục đi săn mấy thằng hack thôi. Còn bữa sau thì mình sẽ đi săn multi lại. Lâu lâu mà đổi gọi là đổi kiểu như là không khí miếng chứ săn hoài nó cũng lười. Mình phải xen kẽ vô. Đánh vừa đánh hack rồi vừa đi săn multi lâu lâu à. Săn mấy hack nó cũng vui. Kiểu như là mình ức chế mọi người, ức chế mình đi quýnh mấy hack thôi chứ không có gì đâu. Hả? Nó vô lại thấy nữa này, nó mọi người nó nhiều lắm. Server nào nó cũng có một hai thằng hết á. Server nào nó cũng có một hai thằng hết á. Cầm thằng này cầm Uchi mà còn đi hack nè. Hack cái gì á trời? Uchi nó hack cái gì vậy? Mình không hiểu là Uchi nó hack cái gì luôn á. Nó đâu rồi? Chết chưa? Chưa hả? Ừ, mười màu bao ti. Đó, bên kia có nữa kìa. Trời ơi, nó nhiều thật sự luôn á. 78 rồi nè mọi người. Ấy nồi, thật sự mình biết mà mình gần 78 rồi. Để mình giết luôn, mình giết nón mày hát này luôn rồi. Khó chịu thật sự luôn á. Đây nè. Cái gì hát nhiều quá, chơi game ức chế lắm mọi người ạ. Còn nó hát nhiều mà chơi game hôm này không có hát, nhưng mà tiện tay mình tiện tay mình giết luôn được không? Tiền tay mình giết luôn rồi mọi người. Không có hát nhưng mà mình tiện tay mình giết nó luôn rồi ông ta. Được á. Nhưng mà server hơi lag, nó không lại á. Là sao? Lag thì chơi theo lag. Ô, lag quá. Cái đánh luôn. Hơi lag xíu. Mình đánh lại mấy đứa khác. Nó qua mọi người ạ. Thôi đi thôi. Không muốn đây nữa. Ở đây làm gì? Không lại rồi. Đi săn lại 3 kill. Làm màu đi săn lại 3 kill. Thôi đi 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 đi. Không ở đây nữa. Ở đây chúng nó quýnh. Không sao, lâu lâu gặp mấy người vậy cho người ta lấy một tay mình cũng hài lòng. Ủa ở đây nó đánh nhau luôn à.
Ở đây nó đánh nhau luôn mọi người ạ. Ở đây nó đánh nhau luôn, hơi mình té luôn. Nhiều khi mấy thằng hắc nó quýnh nhau đó, bỏ đi. Ở đây một hồi nó quýnh mình chết đó. Hôm bữa mình gặp mấy thằng hắc xong multi rồi, mình ráng lắm rồi, không chơi với tụi nó nữa đâu. Giờ chúng ta đi kiếm cái server khác, sang lên lại 7-18 multi đã, 3 kill. Cũng nhanh mà, nhanh thôi. Thấy vậy chứ mọi người, thấy vậy đi xíu rồi gặp cái đống hắc mà. Cách có multi cực nhanh chóng. Ngó nghiêng nghiêng xíu là thấy gì đó, mình nghe tiếng chém sực 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 kìa. Đây nghe tiếng chém sực 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 là biết liền. Nghe tiếng chém sực là hiểu liền. Đi qua kia, hồi nó quay lại đây à? Nó quay lại mình giết. Giết nó chỉ chỗ cực mọi người. Nhiều lắm. Rồi. Hụt nữa chứ. Mệt mấy hát mày ơi á ta. Ủa, một hàng. Để mình nhìn qua bên kia. Ở à đây, hôm nay là thằng hát. Không quan tâm đó. Nhìn qua hướng mình cái đạo mới coi. Bình thường mấy đứa này có mấy chỗ đấy hát thôi. Chơi game mà cứ hát mệt ghê luôn á. Cái nó hát mới có cái sang multi mọi người ạ. Hai thằng nữa không? Nó treo bên kìa. Nó treo bên đây nè. Nhiều khi hát nó lỗi hay gì cái nó đứng yên vậy mọi người ạ. Đang qua mình giết đó. Thấy 10k multi nữa. 2 kill 3 kill là mình lấy lại, mình chết phát 30k. Chắc phát 30k thì mình giết lại 3 kill là đủ. 2 kill này nữa là đủ luôn rồi nè. Hai kill này nữa là mình lên lại 78 rồi nè. Tự nhiên đi cho người ta giết cho nó nhanh. Ai? Ok, 7-18 multi nữa rồi mọi người ạ. À. Đó mọi người, nó nhanh chưa? Đây là cách có multi free, một cách nhanh chóng luôn. Đi quýnh mấy hát là auto lên. Rồi, cũng coi như mình đã hoàn thành xong clip đi săn. Gọi là làm thế nào để có multi free. Ok, cảm ơn mọi người đã một chút thời gian để xem clip này luôn nhé. Cái clip này là gọi là giống như kiểu mình nên, không phải là mình muốn nói là mọi người nên đi săn multi free như vậy. Có nghĩa là game bây giờ nó hack nhiều quá rồi mọi người. Bây giờ cái bounty nhiều khi mấy bạn thấy ba chục mờ đó, không biết là phải là bounty thiệt của nó hay không, hay là bounty giả nữa. Thì sau cái clip này rồi, nếu như mấy bạn muốn như mình săn những cái thằng hack nhỏ thì mấy bạn có thể comment bên dưới luôn. Chứ thiệt sự là mình cũng không gọi là ủng hộ mấy bạn rồi là có bounty từ mấy thằng hack này đâu. Như vậy nó giống như kiểu mọi người bounty mọi người nó có rất là dễ dàng á, mọi người không có quý nó nữa. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người xem clip này luôn á. Hẹn mọi người lúc sau, bye bye.